Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nguyễn Cường Vlog. Cái món hôm nay mà vợ chồng mình sắp sửa làm á, nói chung bản thân mình cũng biết luôn, nhưng mà chỉ gặp cái người đứng ra làm là chủ nhân của nó đó là sẽ gặp nhau rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì cái món hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn đó là món trứng hấp cà chua. Và những cái nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn thì mời mọi người sẽ theo dõi nha. Thì đây, mình đã chuẩn bị cà chua 10 trái và mình đã cạo bỏ ruột như thế này nha. Mình sẽ rửa sạch và bỏ ruột như thế này nha cả nhà nha. Đấy. Đây. Và nguyên liệu tiếp theo đó là trứng. Mình sẽ dùng 4 trái trứng và hơn 100 g thịt bằm. Có người thì thích ăn xúc xích nha, còn có như mình, nhà mình thì thích ăn thịt cho nên là mình bỏ thịt bằm và hành lá. Tàu hũ trứng này thì để mình lót ở dưới cái trái cà như thế này nha cả nhà. Thì cái công thức làm thì chút nữa mọi người sẽ theo dõi nha. Và đi kèm theo đó là rau cải, rau xà lách cori, mình là gọi là cori á, cùng một số phụ gia như tiêu, hạt nêm, bột ngọt và nước mắm. Thì mọi người sẽ cùng theo dõi cái cách mà mình làm nha. Và đây, thịt mình đã băm sẵn rồi, mình sẽ cho trứng vào. Đấy. Cái món ăn này nó cũng lạ miệng mà ngon. Rồi đặc biệt nhà là có con nít đó, có trẻ con đó, nó thích những cái món lạ này lắm, đưa cơm lắm nha cả nhà. Ăn cơm được mà ăn với mì. Đấy. Cái gì vậy? Và đây mình sẽ đánh đều cái phần trứng với lại thịt này, đánh cho đều lên. Thì mình sẽ cho một ít nước mắm vừa thôi nghe cả nhà, chắc cỡ chừng một muỗng nước mắm như thế này thôi. Muỗng mặn không? Chắc cũng không mặn đâu. Và một ít hạt nêm. Cùng mình cho một lượng vừa thôi. Rồi. Và làm cho cái hương vị trứng nó không bị tanh rồi đó là tiêu nha. Cho ít tiêu xay lên. Rồi, mình sẽ đánh đều lên. Mình sẽ cho một ít hành lá này vào để đánh đều lên nha, cho nó thơm. Ai ăn hành lá nhiều thì mình cho nhiều, các nhà mình có ăn cho nhiều và nó thơm. Nhìn vậy thôi chứ cũng có mấy tép hành thôi. Đấy, cả nhà nhìn thấy ngon chưa? Có bạn thì làm bằng xúc xích cắt hạt lựu, còn mình thì mình làm bằng thịt. Rồi mình đã làm xong cái phần, mình đã đánh đều trứng với thịt lên rồi. Thì tiếp theo mình sẽ, đây là cái phần tàu hũ trứng, giống như là tàu hũ non vậy đó. Mình sẽ cắt lát ra, mình lót ở dưới cái trái cà như thế này. Và mình cho cái phần thịt với trứng mình đã cho vô là đầy lại. Và sau đó mình sẽ đem đi hấp nha. Cả nhà sẽ theo dõi mình nha. Cắt lát hả vậy? Đây. Mình sẽ lót ở dưới như thế này nha cả nhà. Đấy. Nó rất là thơm và ngon. Và đây,
đánh đều cái phần này lên và mình cho cái này vào. Đấy, thế dạ. Một nửa thế là nó phồng lên đầy đúng không ạ? Rồi. Ừ, vậy đó. Tại có trứng mà. Và mình đậy cái này lại. Đó, cứ đấy, thế mà mình làm nghe cả nhà. Đấy. Đấy thì cái khác đựng không? Đựng vô cái khác này. Đựng vô cái này để chút nữa hấp cho. Đây. Tay mình đã rửa sạch rồi nghe cả nhà. Tay rửa sạch nha các bạn. Cho nên các bạn yên tâm về vấn đề mà vệ sinh thực phẩm nha mọi người. Mình làm cho cả nhà mình ăn cho nên là mình cũng rất chú trọng về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy. Không có trứng nó phồng lắm luôn á. Đây, mình sẽ đậy lại. Mình có cần lấy cái tăm ghim chưa? Nếu mà mình kỹ thì mình sẽ lấy cái tăm mình ghim lại. Ừ, lấy lúc hấp á, lấy ghim cái đầu lại. Các bạn nhớ nha bạn. Tại vì khi trong cái nguyên liệu mà vợ mình làm nãy giờ nha mọi người, nó có trứng nha mọi người. Nhưng mà các bạn cũng thừa biết là khi mà trứng mà nó gặp nóng á, nó sẽ phồng lên nha các bạn. Cho nên các bạn làm thì chú ý vấn đề đó. Với lại cần thiết thì bạn cứ dùng cái tăm mình sẽ răng 10 tăm sạch nha. Các bạn cứ ghim thẳng đầu lại cho nó giữ cái nắp của trái cà lại các bạn. Nó sẽ đẹp hơn chứ để thôi nó phùng ra nó chảy tà le chứ. Ôi ôi nhìn nó giống như là một cái bánh lăng vậy các bạn. Thấy không các bạn, nhìn tựa bánh lăng luôn mọi người đó. Nhìn thấy ngon lắm. Nhưng cả nhà muốn ăn bánh lăng thì vài hôm nữa mình sẽ chỗ tài nấu bánh lăng. À, lúc đó đợi vợ mình khỏe cái tí nha bạn. Rồi bác khỏe bác mới làm được. Rồi, cũng không giấu gì mọi người chứ vợ mình đang chế biến, đang đứng chế biến ở đây thì cũng đang bệnh nha bạn. Nói chung mà kiểu đau đầu quá mà cái dòng đau đầu này thì nó hơi lâu. Cái trứng này lâu rồi. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Dương nhân á. Dư không? Đấy, giống như là ha, giống như là hồi xưa mình ta đem cái gì đồ chưng cất để trong cái lu vậy mà nhìn thấy không? Ừ. Nó nhiều hình dạng nha mọi người, có tròn, có lùn, có cao nha các bạn. Nhưng mà bạn làm gì cái món này á, thì các bạn hãy lựa những trái cà to nha bạn, to và nó đều nha bạn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đừng kiểu mà to nhỏ, cái to cái nhỏ thì cũng ok cũng được thôi, nhưng mà nó kiểu nhìn nó không đều á mọi người, nhìn nó không đẹp mắt. Đó. Với lại cái màu đó nha bạn, ô nó nấy này rồi, nó dày quá hả? Mình để cho nó. Đấy bạn. Đây, mình sẽ bỏ cái tàu hũ trứng vô, lót ở dưới và mình cho nhân lên. Đây bạn ơi, thì cuối cùng vợ chồng cũng đã xong cái phần mà nhồi cái thịt băm với trứng vô trong cái 13 trái cà nha các bạn. Ủa, 14 trái nha bạn, 14 đúng không? Nãy nó 10 mà nó dưng dưng, nó làm cho mấy trái nhỏ. À, là 14 trái nha bạn. Đấy. Rồi cuối cùng cũng xong nha mọi người, chụp luôn. Chụp làm cái hình ấy, hay là giờ cầm lên đi. Cầm lên. Chút nữa rồi, nó có rau sống luôn nữa mà. À, rồi. Đấy. Thì nói chung là cái công đoạn tiếp theo là giờ mình sẽ đem lên cái nồi hấp nha bạn. Đây, mời bạn theo chân về cho mình nha. Nhìn cái màu nó thì ok nha mọi người. Màu quá trời màu. Chào các bạn nha. Thì bạn ơi, dùng cơm đũa lên cho bạn này. Đây, cái món chính hôm nay nha mọi người. Món chính hôm nay là món trứng hấp cà. Trứng hấp cà nha bạn. Đó, là lúc nãy hai chồng mình quay cho bạn xem á. Còn cái món này là món món bữa cơm gia đình mình, có tôm nha bạn, tôm luộc từ nhỏ ăn nè, nấm kim châm xào xào gốc hành nha bạn, bông bí gợ mà đúng rồi, bí đỏ, xào tỏi, xào không,
Còn đây là món này không thể thiếu. Đúng rồi. Đó, có thể gọi là đặc sản của Trà Vinh các bạn. Ba tía muối nha mọi người. Mắm Bà Khía để bên mắm gà mái. Còn bên này thì mình sẽ chấm với lại muối tiêu chanh. Thì các bạn ơi, mình xin thông cảm tiếng nha mọi người, để đây để mình còn không có tới nha bạn. Rồi. Mọi người nha. Con ăn cơm. Mời mọi người nha, biết mà mọi người đó. Thấy. Mời bạn nha. Con mời các cô các chú, con ăn mời ông bà. Rồi mời nữa, mời. Con ăn cơm đúng không? Ăn cơm mà ăn thịt nữa này. Sa tế mà mấy đứa ăn được nha. Cái này còn cái này ăn được. Anh nè, cái món này tụi con ăn đi cho bổ nè. Cái này cay nha con. Cái này cay ăn được á. Cay luôn. Mời cả nhà ăn cơm nha. Dạ, cái này cay quá. Cay quá. Cây quất hàng. Tôi sẽ cho tụi bắt lâu. Ai có sửa hồi cho nó. Để cho nó, không để đâu. Được không? Đây. Món cà chua. Tại con nói con biết là quay nè. Nhờ nước tương ra. Cơ bản là ăn gì? Để ăn cơm ăn cơm như thế. Biết là của con rồi. Nhìn tới nhìn tôi không thấy cái đồ tắm chỗ nào mà. Mình chỉ có chấm ăn lại. Má, con hả? Má, chắc mày ngon lắm. Mẹ ăn đi. Được, được không? Được, anh không được mà. Để nhà được. Đây bà. Đó. Nghe được cái đầu này đi. Rồi bà ơi. Cái phần dưới đó mọi người, nó có cái đậu hũ non đó mọi người. Nó ngon ghê. Ngon nha mọi người ơi. Nóng quá mà. Nóng quá. Con không có nhiều gì. Con ăn rồi. Cái này coi con, để em không ăn được. Vậy thì sao cái thế nó nào là ăn được. Cái này để em mới ăn được. Cái này ngon mà. Ngon quá. Mẹ ngon không ạ? Bà ăn nhiều vô cho lớn bà mới làm quay video được không ạ? Không, cậu ăn vô để có sức khỏe để đi học học cái giỏi. Con lớn lên con làm quay video nữa. Mình á, đúng không nữa? Cái này thiếu dễ mà. Mà mất giống giống bà á, rồi làm quay video. Ngon rồi. Nó nó cứng. Em nó ngon lắm quá nghe cô chú. Mà cắn ngay cái ớt cũng sẵn đầu luôn mà. Cái này ngon lắm các bạn. Dạ. Cái đậu béo à. Cắn đây cho con thêm. Dạ. Nó giỏi. Ăn gì thì gấp gì ăn. Hôm nay cái máy gì vậy? Mời cả nhà nha. Wow, ngon quá bà ơi. Bà chấm gì nhiều đấy? Mời bạn tôm nha. Bà chấm gì nhiều vậy ba? Ba không chấm nhiều, con chấm hết của ba sao? Nhé, con ăn cà chua nữa.
Mà bạn cái thứ hai nha. Mẹ thấy cái nó bé nè. Ôi giời. Trời ơi. Đây. Con lột anh thưởng con cho ba coi. Để cho con. Lột anh cho ba coi. Lột khi không cần mẹ. Cái gì vậy con? Đây nè, mày dạy nè. Ba dạy nè. Lột tâm lột con lắm bắt đầu trước nha. Ghim vô cái nắp hồi nãy nè. Ừ, rồi lọc vô lọc. Gỡ ghim rồi sót kìa. 14 cây đủ rồi ta. Đây, bà chỉ cái cách con cầm tôm nè. Nha, con cầm qua tay này. Bỏ nó xuống, cầm tay này. Ừ, đó con cầm nha. Cầm xích lại đây. Đó, rồi cái ngón tay con gỡ từ dưới này lên. Móc lên ra ba cơ. Đúng rồi. Đó. Đó, gỡ cái gỡ nó ra. Đúng rồi. Con gỡ ở đây. Ừ, để đây. Con gỡ đây. Cái đó, cái gỡ đầu chưa hết mà con. Ờ, à, đúng rồi, đó. Đó, rồi thằng bên lột ăn cho ba coi. Đó, bên bên lột được kìa. Đó, con lột ăn đi con. Tập lột đi, mai mốt nữa mẹ đi lúc mày đâu ai lột không ăn đâu. Chưa? Yeah. Ừ. Mai mốt mày về đi lấy chồng không lẽ muốn ăn tôm chạy về nhà cho mày lột ra ăn chạy về hả? Cái gì vậy con? Tôi bỏ giỏ vô đây. Lột được chưa con ba con ơi? Cái đuôi tôm nằm ở định nang khúc giữa không có nấu tay con không ăn tụi bay ăn tôm tập tích thôi mẹ ăn tôm nè này cho ba lột nữa đây nó ăn ba lột lần ra ba cái luôn nè đó ba lột cái đó nè đó ba nặng cái ra bóp ra đây nhìn nè kéo nó ra tôi gỡ cái bên này ra thì bỏ trên mẹ cái đầu trước hả mẹ con đầu này ăn được hả đầu nó béo quá rồi đầu nó béo thôi khớp thì cả bên đầu được không. Ừ. Anh biết tự lột ơi đi. Ờ. Mẹ con lột 2-3 cái luôn à. Con lột 2 cái luôn. Mẹ con lần này bóp mạnh lên đúng không? Đúng rồi. Xong rồi mẹ đưa về vậy. Mẹ lấy ơn. Mẹ. Mẹ ăn hả? Mạnh luôn. Mẹ có lấy được con nha. Có ăn cơm nữa không? Xạo. Mẹ nói đảm bảo cho các con hết rồi con ngon. Ừ. Mẹ nói chuyện thôi. Có hai bé ăn cơm. Ừ. Cái nhà này có những cục ký không đủ.
có là con múc mẹ ăn cho ăn hết. Trứng à, ăn trứng cho hết. Trứng với cà mà làm gì vậy? Cơm gia đình của mình buổi chiều nay cũng xong nha mọi người. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha bạn. Thì cái món ăn mà cà mà mình dồn thịt cái hấp đó bạn, vợ chồng mình làm á, thì bạn xem thấy cái món này nó ngon và nó hấp dẫn á, hãy cho mình một like nha bạn nha mọi người, để cho mình một chia sẻ. Và bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình để mình có cái động lực làm những video tiếp theo hay hơn nữa bạn. Chúc các bạn và gia đình buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye.